Vì sao không nên uống vitamin C? Vitamin C ở dạng tinh khiết hay còn gọi là ascorbic acid thì nó có khá là nhiều công dụng. Và cái công dụng phổ biến nhất mà bạn nào cũng biết đó là khả năng làm sáng, làm trắng da cho mình khi bôi lên. Mỗi một ngày cơ thể mình sẽ cần nạp vào cái lượng vitamin C vào khoảng 75mg đối với nữ và tầm đâu đó 90mg đối với nam. Và nhìn vào cái bảng thống kê này, mọi người sẽ thấy cái lượng vitamin C nó rất là dồi dào trong rau xanh và trái cây. Cho nên khi mình ăn uống đủ chất thì rất là dễ dàng để mà cơ thể mình có đủ cái lượng vitamin C mà nó cần vào mỗi ngày. Nhưng vấn đề là cái gì? Vấn đề là các cái viên uống vitamin C ở ngoài á, nó sẽ thường đến 1000mg, tức là gấp 10 lần so với cái lượng mà cơ thể của mình thật sự cần. Đồng ý là vitamin C khi mình uống vào mà nó dư á, thì nó có thể được thải ra qua đường nước tiểu. Tuy nhiên, đã có nghiên cứu cho thấy nếu như mình bổ sung dư và kéo dài liên tục mỗi ngày như vậy, nó có thể gây ra sỏi thận.